City cho anh em chở đồ nha anh em. Máy đang nổ. Ru. Lóc thì còn sơn dính. Nổ nhâm nhâm ha. Bồ tăng tiến hồi đó ha, bồ hồi xưa nè. Nó cái nước xì nó gan bodin ha. Cấp kiếp đồ đẹp anh em ha. Xe này về không tốn tiền gì đâu. Biển số thành phố luôn nè. Cho anh em về chở đồ, chở đặt thoải mái. Đèn đốm đâu không có nứt bể. Đó cái máy nổ đó anh em nghe. Cầm niềng luôn. Còn quá đẹp luôn. À niềng diêm ni ông luôn nè. Chuyện niềng ni ông là một trong những cái đèn mà phải là rất đáng thay thế nè. Nó là mặc dù nhiều cái xe nó là Gucci hoặc là Webit gì đó. À, anh em thay dù khi nó đúng loại thôi chứ thật ra cái niềng diêm ni ông này tốt lắm. Xưa là xài thằng diêm nông nhiều sơn zin nè ha, bấm điện còn căng hết trơn này chắc bị lỗi nè, ta cũng có xử lý rồi nha. Lắp còn sơn zin thì là rất đẹp ha, bắt in Korea Dalim. Máy ru à, đầu nòng còn nguyên chứ, ốc dài sơn kim ha, rất là ok luôn. Vậy chở đồ cái này nó bắn keo à, bắn keo ở trong thì cho nó ghẹ ghẹ anh em ha. Xe cũ mà, xe cổ mà, làm cho thêm chắc, đừng có mà kêu quá. Này cũng dương nhông luôn nè, dương nhông có mã nè mà cầm liền rồi mới chát hết trơn luôn. Đầu City nè, máy rửa vô dầu á, mẫu máy lên khói rồi, khá là ok anh em chở đồ nè, yên gời luôn đó nè, yên gời rất tiện chở đồ luôn hả. Có nghĩa là anh em chở đồ, chở bình ga hả, hoặc nước suối hoặc là bia gì đi, hang khi mà hết xăng anh em đổ vẫn bình thường nè, nó tiện gì đó anh em dở lên, anh em đổ xăng vô và anh em đi à, không có phải mà khiên bao gạo là bền ga hay là thùng bia gì xuống chi đâu hả. Mua con xe này vừa đi chở đồ vừa đi cà phê cũng được, giá có 12,5 mà anh em ha, rất là tốt luôn. Ba xe này chục chục ngoài chịu em nói hoài anh em, nó giấy tờ hải quan chính ngạch Việt Nam mình cứ đi đi, sang tên sang tuổi vậy, 24-21 luôn đó, chín nút luôn á, thành phố luôn. Anh em ở nội thành mua con này về luôn, ngay thành phố luôn, đi khỏi ai bắt bẻ ha. Rồi ok, ngay gu điện thoại nha anh em, lẹ lẹ đó, chiếc xe này là chậm là mất tiêu đó.